Xin chào toàn thể quý khách âm thanh trên toàn quốc. Ở trong clip này thì em lại tiếp tục giới thiệu và đăng bán về hai cục đẩy bãi hai kênh sử dụng so sắt. Một cục đến từ thương hiệu MEM có model là EF10.0 và một cục đến từ thương hiệu CAF có model là TA18F. Vâng, và em sẽ đi qua chi tiết và báo giá về từng loại. Bác nào có nhu cầu mua hoặc cần tư vấn, các bác hãy vui lòng liên hệ cho bên em qua số điện thoại trên góc tay phải màn hình video. Ở cục đẩy đầu tiên là cục đẩy đến từ thương hiệu CAF. Con này có model là TA18F, dòng đẩy bãi 2 kênh, size 2U, có chiều cao là 10cm. Và đây là hình thức mặt trước của đẩy. Con đẩy này nó về trong tình trạng là đẹp xuất sắc. Mặt trước gần như là đẹp, gần như là mới tinh các bác nhé. Từ hình thức bên ngoài cho tới các linh kiện bên trong. CAF là một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng và quen thuộc rồi. Ở đây là các linh kiện bên trong các bác nhé. Ở đây là những con đẩy hàng tuyển chọn nên cái độ đẹp của nó còn rất là cao. Trước mắt các bác là cái phần tăng phô ở biến áp. Máy sử dụng biến áp xuyến và có đường kính khoảng 18cm. Phía sau này là khối tụ lọc nguồn và cầu diode. Nó sử dụng là 2468 của tụ lọc nguồn. Tụ được bắt và quay xuống mặt dưới các bác nhé. Cái mên mạch nó còn sạch nên là tất cả các linh kiện nó còn gần như là mới tinh. Em sẽ đi quay chi tiết về từng con linh kiện một để các bác có thể xem kỹ và đánh giá về cái độ đẹp của máy. Trên main nguồn này thì cũng có tên của thương hiệu CAF TA18F vào đầu. Cái câu chì này, cái câu hàng câu chì này là câu chì phụ nhé, câu chì cho những cái điện áp thấp. Cái câu chì tổng thì nó nằm ở phía đằng sau này. Phía bên này là hai vế công suất dành cho hai kênh. Máy này thì nó sử dụng cơ mạch là Class H các bác nhé, mạch Class H và sử dụng hai loại sò, một loại là sò than bắt ở cạnh này, sò Toshiba, và một loại là sò sắt, sò của Mexico. Tổng máy là có 16 con sò sắt và 12 con sò than, sò Mexico này, tất cả cũng nguyên zin hết các bác nhé. Cái độ đẹp của cái máy này nó còn rất là cao. Từ những con ốc bắt chân sò này, đấy, các bác thấy nó còn vàng óng luôn, óng ánh 7 màu. Sử dụng hai quạt tản nhiệt, một quạt ở phía trước, một quạt ở phía sau. Ở đây là những con linh kiện nhỏ này. Những con sò này thì được chấm những cái keo màu đỏ này ở những con vít bắt sò. Trên bên công suất thì cũng có tên thương hiệu CAF này. Phía bên dưới một mạch nữa các bác nhé, phải mạch trên như mạch dưới. Và phía trước này là cái hai chiếc áp và các đèn để báo các đèn tín hiệu như đèn clip hoặc là đèn protect. Ở phía sau này là vỉ âm sắc xử lý tín hiệu đầu vào. Các dơ le đóng mở ra loa. Khối khởi động mềm thì nó nằm ở phía bên dưới. Ở đây là phía mặt sau. Ở sau dây nguồn niền này, đây là cầu chì tổng này. Đường ra loa sử dụng bằng rắc xoáy cài hoặc là rắc lưu trích. Đường vào đẩy thì sử dụng bằng rắc ca lông và có đường link ra một thiết bị đẩy khác. Có công tắc gạt cho từng kênh để cắt giải cao, cắt giải thấp hoặc là để phẳng. Đây, cây trên và cây dưới mỗi kênh có một công tắc gạt nhé. Có công tắc gạt các chế độ như là độ nhạy đầu vào này, Sitte Ambolo Bray 4 ohm hoặc là 8 ohm. Khi các bác ghép cái loa 8 ohm thì các bác gạt sang 8 ohm. Các ghép cái loa 4 ohm thì các bác gạt sang chế độ 4 ohm bên này. Ở đây thì có một cái nút nhấn, công tắc nhấn ở phía bên trong để limit, để giới hạn tín hiệu đầu vào, nó không cho vượt quá ngưỡng. Và cái đẩy này thì nó được sản xuất theo công nghệ của Mỹ và lắp công ty nhà máy lắp ráp tại PRC. PRC này là bên Trung Quốc các bác nhé. Thương hiệu Mỹ và được công ty nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc, Chile. Rất là rõ ràng nguồn gốc xuất xứ. Với cái máy này thì nó đạt công suất khoảng 800W trên một kênh. Các bác có thể ghép với hai cặp loa full bass 30 từ 19x76 hoặc một cặp loa bass 40 từ 220x100. Nếu để ghép với loa sub thì các bác có thể ghép được một cặp sub đơn bass 50 từ 220x100. Dòng máy sò sắt này thì nó cho ra chất âm rất là hay rồi.
Số lượng của loại này thì bên em có một con duy nhất thôi, em cũng xin báo giá để các bác có thể nắm được. Với một con đẩy của CIF model là TA18F, hàng đẹp xuất sắc, thì bên em sẽ giao bán với mức giá là 6 triệu các bác nhé. 6 triệu em bao ship, bảo hành 12 tháng để các bác yên tâm sử dụng. Các bác lưu ý là bên em sẽ bảo hành cho các bác là 12 tháng các bác nhé, chứ không bảo hành 3 tháng hoặc là 6 tháng. Cái thời gian bảo hành lâu thì các bác dùng nó sẽ yên tâm hơn. Giá là 6 triệu em bao ship nhé, hàng cam kết là đẹp xuất sắc. Vâng, và sang tới con đẩy thứ hai. Đây là con đẩy thứ hai này. Tên thương hiệu của đẩy là MEM, model là EF10.0. Con đẩy này thuộc size 3U, có chiều cao là 13 cm. Ở đây là hình thức mặt trước của đẩy. Dòng này thì nó cũng là chạy sổ sắt các bác nhé. Đẩy hai kênh có hai chiếc áp này, mặt trước khá là đẹp. Con này thì có một cái chỗ chảy xước nhẹ ở đây này. Này do vận chuyển này, chảy xước nhẹ ở tay này. Còn lại thì cũng tương đối là đẹp. Ở đây các linh kiện bên trong. Máy cũng về cấu trúc máy thì nó cũng tương tự như con CIF, nó chỉ khác là về phần công suất thôi. Và cái biến áp nguồn bên này thì nó to hơn, biến áp này nó to hơn và nó cao hơn. Con này công suất nó lớn hơn nên cái biến áp nó sẽ to cao hơn. Tụ thì vẫn sử dụng là 8 tụ, tuy nhiên thì tụ nó dung lượng nó cũng lớn hơn và cũng bắt ở mặt dưới kia. Linh kiện thì cũng tương đối là đẹp đấy. Nói chung hai con này thì cái độ đẹp gần như là ngang nhau. Hai dơ le đóng mở ra loa này. Đó là bo nguồn. Và phía bên này là bo công suất này. Công suất thì con này cũng sử dụng sò sắt, con này là 20 sò sắt các bác nhé. 20 sò sắt này và 12 sò than. Sò than bên này thì cũng sử dụng sò của Toshiba. Cái con bên này thì nó không có đính cái keo như con CIF các bác nhé. Bên em cam kết là nguyên zin 100%. Đây từ những con sò này, chân con sò này, sò đều là sò sắt, đều là Mexico. Bên trên một vỉ và bên dưới một vỉ. Con này thì nó có công suất lớn hơn, nó đạt 1000W một kênh. Các bác nào có dòng loa công suất lớn thì các bác có thể tham khảo cái dòng đẩy này. Ở đây là mặt sau của đẩy. Dây nguồn cũng là dây nguồn điện. Đường ra loa sử dụng bằng rắc sấy cài hoặc là rắc lưu trích. Đường vào đẩy thì sử dụng bằng tắc ca lông và có đường link cho một thiết bị đẩy khác. Vẫn có công tắc gạt cắt giải cao, cắt giải thấp cho từng kênh riêng biệt. Có công tắc gạt tiếp mát này, độ nhạy đầu vào này, loa 4 ohm và 8 ohm này, và system mono braille, trụm hai kênh là 1, số series mây. Đây cũng đều là sản xuất theo công nghệ của USA Mỹ này và được lắp ráp tại Made in China Trung Quốc này. Hai con này thì nó tương đối giống nhau, nó chỉ khác về tên thương hiệu thôi và công suất thôi. Máy cũng tương đối là đẹp này, biến áp to nhé. Con này thì các bác có thể ghép với loa full đôi hoặc là súp kép thì đều là ok. Full đôi bát 40 cô 100 hoặc là súp kép cô 100 thì các bác sử dụng con này đánh rất là ok các bác nhé. Cam kết cho các bác là đánh súp kép cô 100 là rất là căng, thoải mái công suất. Và giá của con đẩy này bên em giao bán với mức giá là 7 triệu các bác nhé. Giá 7 triệu em bao ship và bảo hành cũng là 12 tháng để các bác yên tâm sử dụng. Còn bác nào có một cặp súp đơn thì các bác có thể lấy con này đánh thì nó rất là dư giả nhiều. Súp kép cũng đánh thoải mái rồi. Giá này là em bao ship rồi nhé. Giá 7 triệu em bao ship và các bác lưu ý là bên em bảo hành cho các bác là 12 tháng. Tất cả hai con đẩy này thì nó sử dụng hoàn toàn là linh kiện cắm. Linh kiện cắm hết các bác nhé. Bên dưới một mạch này. Linh kiện khá là sạch. Vâng, và vừa rồi thì em có giới thiệu và đăng bán về hai con đẩy bãi hai kênh sử dụng sò sắt. Một con đến từ CIF có model là TA18F. Con bên này thì có mức giá là 6 triệu bao ship. Và con này đến từ thương hiệu MEM có model là EF10.0. Con này có mức giá là 7 triệu bao ship. Bác nào có nhu cầu mua hoặc cần tư vấn về hai con đẩy này thì các bác liên hệ cho bên em qua số điện thoại trên góc tay phải màn hình. Vâng, và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.